bánh kem ăn như nào, bánh kem ăn như nào. À đúng rồi, thế để mẹ lấy dĩa đã nhá, mẹ lấy dĩa nhá. Lấy dĩa đã. Vâng. A few moments later. Ben ơi, Ben mang dĩa cho Ben ăn bánh như thế này. Ôi trời ơi, sao Ben phá bánh thế này? Mẹ vừa mua bánh về Ben phá bánh này. Ngon mới chả cái. Yeah.